Siro Bimbi Appetito, siro ăn ngon bay tác động, nhập khẩu nguyên hộp từ Italy. Buổi sáng thử máu rồi chồng em đi làm, em nhà chờ kết quả thì em đọc lộn kết quả là em không có thai. Ủa sao có thể đọc lộn được em? Em mới nhớ là em chưa có tiêm vaccine, cái em đi tiêm vaccine. Tới chiều ở bên phòng khám ta mới gọi, ta nói là chỉ số em là có thể là có thai. Em mới nói lúc đó là chết rồi, em mới tiêm vaccine bây giờ sao? Em khóc quá trời khóc. Sao em gọi chồng em chửi em quá trời chửi luôn. Em thì em mong muốn đẻ thường. Thì bác sĩ nói nếu mà em muốn đẻ thường thì em chờ thêm 5-7 ngày nữa cũng được. Nhưng mà lúc đó anh chỉ sợ là nó to quá em đẻ thường cũng không được. Nếu em muốn đẻ mổ em đẻ mổ ngày nào. Em chồng em mới nói là hay là cho em đẻ hôm nay luôn được không? Tại vì em mệt quá. Khoảng 2 tuần đầu tiên mà sau đẻ không như ngày nào cũng khóc hết trơn. Đi ra đi vô nhìn cái kiến xấu. Cũng khóc xấu quá khóc. Lưng thì mụn không, bụng thì bự. Cảm thấy là mình thiếu sự quan tâm. Mặc dù là mọi người quan tâm em nhiều lắm, nhưng mà đâu đó mình vẫn cảm thấy mình tủi thân, mình một mình. Gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Tâm Tình Bỉm Sữa ở phiên bản Chat Với Mẹ Bỉm Sữa. Chương trình được phát sóng vào lúc 21:15 thứ tư hàng tuần trên kênh HTV9. Và thưa quý vị, Ngọc Lan cũng xin được gửi lời cảm ơn đến nhãn hàng Fito Bimbi Appetito Siro ăn ngon ba tác động được nhập khẩu nguyên hộp từ Italy đã đồng hành cùng chương trình. Thưa quý vị, người bạn đồng hành với Ngọc Lan đó chính là tiến sĩ tâm lý Tô Nhi A. Xin kính chào quý vị khán giả. Sau một tuần thì chúng ta lại gặp nhau. Và hôm nay chúng ta lại gặp lại em bé Fito Bimbi nè. Thôi thì bây giờ em bé làm nhiệm vụ của mình đi. Ra mời khách mời bước vào đây nào. Em chào chị. Rồi chào mẹ Bỉm. Mẹ em ngồi. Xin chào tất cả mọi người, em tên là Karen Nguyễn ạ. Công việc của em là gì? Em là diễn viên. Vậy là chị với chị Tô Nha là hơi bị lạc hậu à, cho nên là không có cơ hội làm việc với lại các bạn trẻ. Dạ. Trong lúc chị Lan đi mời nước thì mời em giới thiệu về thân thế làm mẹ của mình. Em bé của mình bao nhiêu tháng tuổi rồi? Dạ em bé em là lúc này là gần 4 tháng rưỡi. Là mình có một em bé. Dạ một em bé. Chưa hết. Nghỉ hồi sáng luôn á, chưa được 6 tháng lận chị. Trời em ơi, em mới sanh có 4 tháng mấy mà sao em đẹp quá vậy? Hơn 1 năm trước mình đã phát hiện mình mang thai trong bối cảnh như thế nào? Hai vợ chồng cũng mong em bé chị, cho nên là lúc mà em vừa trễ có một ngày thôi là em đi mua 3-4 cái que em để ở nhà. Một ngày thôi? Dạ mới có một ngày thôi, tại vì trước đó là em cũng thấy người nó hơi ấm ấm, cứ nóng là cũng nóng đó. Mà em tắm 3-4 lần nó vẫn nóng. Nhưng mà trước đây em có hay trễ như vậy không? Dạ cũng trễ, trễ cỡ 2 ngày, 3 ngày thôi chứ cũng không có trễ lắm đâu chị. Nhưng mà giống như là mình nôn hay sao. Đúng là có cái động lực nó rất là siêu nhiên nha. Kiểu như mình mặc định là trễ như là có bầu. Và việc thử thai lúc này được coi như là một thủ tục buộc phải diễn ra theo đúng ý của mình luôn. Dạ. Rồi nó diễn ra làm sao? Khoảng 4-5 giờ sáng bắt đầu thức dậy, người ta nói là buổi sáng thức dậy là phải thử để cho nó chính xác nhất. Thì em thấy nó lên hai vạch mờ lắm. Xong rồi em nghĩ là chắc không phải để 5-10 phút thì nó mới chính xác. Thì quay vô lại thì nó lại không có một cái vạch nào hết. Em thử 3 que thì không có lên vạch nào hết trơn. Thất vọng. Em mặc định là không có luôn. Dạ em mới vô nói với chồng là em thử 3 lần rồi nó đều không có. Thì chồng em mới nói là ủa thử que chị cực quá vậy, giờ chở đi thử máu luôn. Trễ một ngày thử que 3 lần không lên, chồng chở đi thử máu luôn, như vậy là chồng em nôn hơn em đó. Dạ em cũng không biết, nói chung là hai vợ chồng rất là nôn. Thì trước đó là tụi em cũng đi kiểm tra về gen, thì gọi là tiền hôn nhân á chị. Thì là kiểm tra coi sức khỏe hai vợ chồng như thế nào. Rồi sao, rồi kết quả đi thử máu? Buổi sáng thử máu rồi chồng em đi làm, em nhà chờ kết quả thì em đọc lộn kết quả là em không có thai. Ủa sao có thể đọc lộn được em? Ủa là sao? Gửi qua email, nó có mấy cái dòng mà hướng dẫn mình là đọc kết quả thì em đọc vô cái dòng đó chứ em có đọc ở dưới cái kết quả. Là em đọc sai thành là không có thai. Trời ơi. Em mới nhớ là em chưa có tiêm vaccine. Các em đi tiêm vaccine. Vaccine gì? Vaccine mà trước khi có bầu. Vaccine tiền thai sản đúng dạ, không? Dạ đúng rồi. Thì có 4 mũi là cúm rồi ho gà. Rubella rồi đó. Rubella với lại thủy đậu. Mới hỏi thì người ta nói là hai cái rubella với thủy đậu là phải tiêm xong 3 tháng sau mới thả được. Còn hai cái kia là chỉ cần 1 tháng thôi cũng thả liền, cho nên tiêm hai kia trước. Tới chiều ở bên phòng khám ta mới gọi, ta nói là chỉ số em là có thể là có thai. Em mới nói lúc đó là chết rồi, em mới tiêm vaccine bây giờ sao? Em khóc quá trời khóc. Sao em gọi chồng em chửi em quá trời chửi luôn. Chồng em mới nói là
hậu đậu và cũng hậu đậu đậu ốc để rồi hai vợ chồng biết tin là chưa kịp vui luôn là bắt đầu lo, tại vì ta nói bầu thì không được tìm bác sĩ, sau đó em phải đi khám 2-3 chỗ thì ta nói nếu mà muốn để thì cứ để theo dõi như thế nào. Lúc mà bác sĩ nói là muốn để thì cứ để rồi theo dõi như thế nào, em ơi cái câu đó nó cũng nặng lắm đó em. Nó làm áp lực tâm lý lắm luôn á. Rồi lúc đó em sao? Đó là lý do này em phải đi khám 2-3 chỗ á, tại vì cái vaccine đó là virus chết thì người ta chỉ đưa cái đó người ta tiêm vào thì nó cũng không ảnh hưởng gì nhiều, cho nên là mình phải kiểm tra tiếp thêm theo dõi. Thì là tới tuần sau rồi tuần tới nữa là tuần thứ 6 á, khi mà em nghe được tim thai của con á thì lúc đó mới yên tâm. Trời ơi hú hồn. Rồi sao tới lúc đó là tự nhiên cái bị ngén? Dạ đúng rồi chị, cái lúc mà bắt đầu tuần thứ 7 thì em bắt đầu ngén. Mà trước khi em ngén là em bị covid. Mà em không nghĩ là em có biết nữa, tới hồi em chỉ thấy em sụt sịt mũi thôi. Thì em nghĩ là em cảm bình thường thôi, sau khi mà test thử, test chơi thôi, ai ngờ dính thiệt. Cô bé này tâm lý rất là yếu nha, tới cái vụ mà Covid là cũng mệt lắm nè. Dạ mệt, ngày nào cũng khóc với chị. Tại vì ăn không được, ăn không có nổi, nhai không có nổi, tới giờ cơm, những tiếng cơm là khóc. Mà bây giờ không ăn thì mình sợ con mình đói. Cứ ráng ăn 1-2 muỗng ngày nào cũng phải ráng ăn hết đó. Em nghĩ là cái thời gian đó em ăn ít á thì con em nó không lên ký, cũng sợ nhưng mà đi cân đi đo thì em lên 3 ký. Cũng trộm vía, sau khi mà mình xử lý xong cái vụ Covid là tâm lý mình thoải mái chưa nè? Dạ đỡ hơn nhưng mà vẫn ngén, chiều mặt trời lặn là bắt đầu ngén. Ban ngày thì không có gì đó chị, mà tới khi mà đêm chiều xuống 5-6 giờ mặt trời xuống là bắt đầu ói ngén cho tới 12 giờ 1 giờ sáng, từ lúc mà có thai tới lúc mà em đi đẻ luôn, đẻ không ngủ được, cứ đi toilet liên tục. Rồi vậy là em ngén bóng đêm rồi. Giống vậy hay sao? Trời ơi, một dạng ngén mà 4 năm qua mình bây giờ mình mới được nghe đó. Vậy thì trong suốt những cái tháng thai kỳ ngủ không được như vậy thì em có phải làm cái cách gì đó để cân bằng lại không? Không chị chịu, chứ giờ em không biết làm sao. Em hỏi bác sĩ cũng kêu là thôi ráng đi, mốt em đẻ sao em cũng đâu ngủ. Rồi lúc đâu. Đó công việc của em là cái gì? Lúc đó thì em phải dựng hết luôn chị. Có lời mời 3 phim mà em đi không được. Mà lúc đó em cũng không dám nói em có thai nữa, tại lúc đó mới á. Thế thì có một cái bận tâm nào đó mà em phải lo sự lắng không? Dạ không? Thì chỉ có là ngén với lại mập quá, tháng nào cũng lên đều 2-3 ký. Từ lúc mà có bầu tới lúc em đi đẻ là em lên 25 ký. Thực ra là tính là cưới trước xong mới bầu sau, nhưng mà lại dính dịch cái xong rồi em nói là thôi để làm dời cưới, để dời dời đám cưới. Nhưng mà đám cưới của em là phải nghe theo chỉ thị nhà nước. Vừa hết dịch xong nhưng mà em phải chờ người thân em bên nước ngoài về, mà nhà nước thì chưa có mở mở đường bay về á, thì phải chờ khi nào mà qua Tết á thì nhà nước mở cái đường bay thì tụi em mới bắt đầu định được cái ngày đám cưới. Là lúc mà đám cưới là lúc đó em khoảng 5 tháng mấy á. Là tăng cân chưa? Dạ tăng rồi, lúc đó tăng 10 ký rồi. Em ơi, cái thể trạng của em là nó cũng yếu nè. Tâm lý cũng yếu nè, mà mình phải lo chuẩn bị một cái đám cưới, nó là một cái sự kiện nó cũng khá là quan trọng. Thế thì em sắp xếp cái câu chuyện đó nó như thế nào? 4 tháng đầu tiên là ngén, bắt đầu qua tháng thứ 5 là khỏe, bắt đầu lo vô cái chuyện đám cưới. Mà trong cái thời điểm đó là nhà của tụi em cũng đang xây nữa, cho nên là phải vừa chạy bên này phải vừa chạy bên kia. Nhưng mà cái lúc đó cảm thấy mình khỏe, mà chậm biết con nó không có làm mình mệt. Vừa hết đám cưới xong thì vô tháng thứ 7 bắt đầu mới mệt. Sao vậy? Ăn nhiều nó vô hết. Bắt đầu vô tháng thứ 7 là em hơi khó thở, đứng vô cái thang máy mà đông người quá, khoảng 3-4 người trở lên là em thở không được. Bây giờ là tăng cân nhiều quá rồi, mình có bị lo lắng không? Tại dạ vì có. Công việc của mình là công việc cần ngoại hình nữa. Lâu lâu khóc. Tại vì ngồi cứ nhìn vô cái kiến, trời ơi, xấu quá. Cái gì mà ghê quá, xấu quá vậy, người bự ra em. Tại vì đó em chưa bao giờ mặc hết đó, quá xấu. Căng thẳng khóc stress. Dạ, mà có cái thời điểm mà em làm đám cưới á thì mặc dù em tăng cân nhưng mà con em không tăng cân. Thế tự nhiên mình bị stress, mình nói là sao mình tăng cân nhiều mà con mình không vô, cứ suy nghĩ vậy hoài. Nhưng mà tới hồi mà bắt đầu tháng thứ 7 thứ 8 á thì nó mới tăng cân nhiều. Thì cũng đỡ lo. Nhưng mà cái người mà ở gần em nhất nè, đó là ông xã em. Dạ. Khi mà cái dấu hiệu tăng cân của em nó nhiều quá như vậy và bản thân em cũng lo lắng như vậy thì ông xã em có, nói chung là có tỏ thái độ gì không? Có chị, chửi em hùng, có bầu mà phải vậy thôi. Ông xã này có vẻ style là thích chửi chậm đầu mắng. Từ cái ngày người ta bắt đầu cấn bầu cho đến bây giờ là kiểu như là cái gì là cũng cứ phải rầy la cái rồi chửi em, cái em thì sao á? Chửi em rồi em có giả điếc không?
Thì em cũng ai chưa hiếm ăn thì ta giá đi đó. Rồi em sao lúc đấy? Thì lúc nào em cũng than là chỗ mập quá, cái ngày nào em cũng càng nhảy, kích thích cho cái ông bên kia chửi. Mà tại vì vợ chồng em bằng tuổi á, cho nên là nói chuyện hay gì đó, chồng em kêu khùng quá, đang có bầu thì tất nhiên phải dậy rồi chứ, tự nhiên giờ lo lắng gì mốt hết bầu thì đẹp lại thôi chứ gì đâu. Rồi sao, có xoa dịu được em không? Thì cũng được một chút. Tới hồi chồng đi làm là buồn nữa, lâu lâu cứ ngồi khóc thúc thích thúc thích, không biết có bầu mình hay buồn hay tủi chút quá hay khóc á, hay rơm rớm nước mắt á. Chồng em kêu em ơi em đừng làm anh sợ nha, anh đâu làm gì em đâu mà sao em khóc. Vậy em dạ. Thật ra nước mắt của phụ nữ là vũ khí rất là ghê gớm và lợi hại. Sau này em vẫn cứ tiếp tục như vậy cho chị. Nhưng mà coi chừng gọi là gì đó, coi chừng phản tác dụng hả? Phản tác dụng kiểu như hồi mã thương á em. Không, nhưng mà mình cũng phải ngó coi hôm nay tâm trạng như thế nào mình mới rơm rớm được nước mắt chứ em. Cho đến cái ngày mà mình đi sinh thì là tổng cộng bao nhiêu ký? Là 25 ký, lúc đó là em lên 72 ký. Nghe mỗi tháng 3 ký thấy vẫn không có vấn đề. Nhưng dồn lại ra con số 25 nè, nó mới ra vấn đề. Thì bây giờ hiểu chưa, thỏa mãn chưa, đau khổ là đúng rồi. Mà em nói là em không có ăn cái gì luôn á, em ăn vẫn theo chế độ như là nếu mà thèm quá ngọt quá ăn trái cây, ăn gì ăn kia, ăn tinh bột ít, ăn rau rồi ăn thịt nhiều. Em nói em không ăn gì hết, tại sao em lên ký hoài vậy trời. Em cứ đi hỏi bác sĩ, giờ sao em lên ký hoài bác sĩ. Bác sĩ nói thì giờ một vô con, không vô con vô mẹ thôi chứ sao giờ. Trời, bác sĩ trả lời nói vậy đó. Dễ thương quá. Xong rồi đốt cãi. Trét thêm nữa. Trả lời đốt cãi luôn. Mập mà lúc đó xấu chị, gần đẻ mũi nở, mặt bự, người bự. Bắt đầu lưng em nổi mụn, mặt em không nổi nhưng mà nguyên cái lưng em nó nổi mụn, nó thâm hết nguyên cái lưng. Bây giờ còn thâm không? Bây giờ thì đỡ rồi chị, bớt rồi. Fiso Bimbi Appetito, siro ăn ngon bay tác động, nhập khẩu nguyên hộp từ Italy. Đến cái ngày đi sinh thì lúc đó là cũng chỉ có hai vợ chồng tự do độc lập hay sao? Dạ đúng rồi. Mà cái bữa mà đi sanh thì cũng không nghĩ là mình sanh. Tại vì 40 tuần rồi con em nó không chịu ra. Mà cái bụng em bự vậy nè, mà nó cứ cao lên vậy nè. Khoảng 37 tuần là nó bị quấn. Dạ nhau quấn hai vòng. Thì bác sĩ cứ khám thì cứ nói là bây giờ không có ảnh hưởng gì hết. Tại vì lúc mà đẻ ra mình mới biết được cái dây rốn ngắn hay dài để xem nó có như thế nào với em bé không. Hiện tại thì em bé bình thường. Em thì em không muốn đẻ thường. Em muốn về em tâm sự với con. Con muốn đẻ thường, con tự tháo dây rốn đi. Còn nếu con muốn đẻ mổ thì con cứ để vậy đi. Giờ mẹ theo con thôi chứ giờ mẹ không biết làm sao hết. Tại cái lúc mà em mập quá, cái nó bị chèn cái dây ở dưới đây nè. Cái chân em nó phù, em đi không có được. Ý là người ta nói thích đẻ phải đi bộ để cho nó mau đẻ. Thì em đi không nổi. Em đi có 5 phút rồi chân em nó tê, nó đau hết những cái bàn chân. Lại không đi nữa. Nó phù lên, nó bị đỏ, nó dồn máu xuống. Tới tuần 39 là nó tự nó tháo. Xong rồi em nghĩ rồi, cái này là chỉ đẻ thường thôi, mừng quá. Tới tuần 40 nó không xuống chị. Em không có một cái dấu hiệu đau hay dấu sinh gì hết trơn. Em mới nói bác sĩ lúc mà 39 tuần, em nói nếu mà 40 tuần em mà không có đẻ được thường á, bác sĩ kích sinh giùm em. Là 40 tuần rồi, em nói bác sĩ kích sinh cho em đi, em muốn đẻ thường. Bác mới thọt vô. Mà bác thọt 2-3 lần không thấy cái đầu em bé đâu. Siêu âm thì em bé cái đầu ở dưới rồi nhưng mà nó vẫn còn cao ở trên á, nó không xuống được. Thì lúc đó mới lên siêu âm mà đi xuống thì nói chung là em bị đa ối, cái bụng bự quá đa ối. Rồi em bé thì 3,7 kg rồi. Thì bác sĩ nói nếu mà em muốn đẻ thường thì em chờ thêm 5-7 ngày nữa cũng được. Nhưng mà lúc đó anh chỉ sợ là nó to quá em đẻ thường cũng không được. Hai vợ chồng mới suy nghĩ sao, mới nói là thôi nếu mà bác sĩ nói cái nào mà an toàn nhất cho em với em bé thì em làm theo thôi, giờ đẻ mổ cũng được không sao. Thì bác sĩ mới hỏi giờ em đẻ mổ ngày nào, nếu em muốn đẻ mổ em đẻ mổ ngày nào. Em chồng mới nói là hay là cho em đẻ hôm nay luôn được không. Tại vì em mệt quá. Kiểu tiện quá rồi. Tiện á. Thôi sẵn tiện bác sĩ cho em đẻ. Bác sĩ mới nói là đang rảnh nè, sẵn đang rảnh đẻ. Cho em đẻ luôn được, tại em mệt quá rồi. Em thở nữa, nó cứ nằm trên đây nè. Em cứ bị chào ngược hoài, em mệt quá. Chị cũng nói bác mới nói là bây giờ em còn chưa nhập viện, em chưa thử mám, chưa làm gì chưa, sao đẻ. Mà không biết sao bác sĩ suy nghĩ sao, chắc thấy em tội nghiệp á. Bác mới cho là chiều bác cho đẻ. Nhưng mà em phải nhịn ăn nha. Em nhịn ăn từ 9 giờ sáng cho tới chiều luôn. Chiều tối bắt đầu em mới mổ.
Kiểu như bác cũng ngồi á, bác suy nghĩ ừ cũng tiện, thật ra bữa nay mình cũng rảnh. Dạ đúng rồi, bác không có lệch cho nên bác cho em đẻ luôn. Mặc dù ban đầu rầy nhưng mà ngồi nghĩ lại, suy nghĩ lại, ừ mình cũng đang rảnh thì thôi nhân tiện đẻ luôn. Rồi là mấy giờ, mấy giờ vô phòng mổ? 2 giờ chồng đi về là em soạn đồ, chồng tranh thủ đi ăn cơm trưa. 2 giờ chồng xong chồng vãi về vô nhập viện. Điều đó có nghĩa là không đau đẻ? Không đau đẻ, không gì hết. Rồi ok, hay là rốt cuộc là mổ? Dạ mổ. Em có bị hẫng một nhịp không bé? Có chị, em tại vì kiểu như mình đã sửa soạn một cái kịch bản nó ly kỳ lắm về cái việc mình đi sinh đồ. Dạ. Cái tự nhiên cái rộp vậy, ủa rảnh đi đẻ luôn. Tại vì lúc đó buổi sáng 2 giờ chồng em là còn nghĩ là buổi trưa đó sẽ đi mua sắm rồi đi shopping rồi đi cái này cái kia đó. Đâu có nghĩ đi đẻ đâu. Rồi vậy là ca mổ như thế nào? Em bé có quấn cổ hay như thế nào không? Dạ có lúc mà 39 tuần là nó tự tháo rồi. Là lúc đó em tưởng em đẻ thường đó. Đây là tiếng lòng của em bé lúc đó nè. Thật vô nghĩa. Nếu biết trước như vậy không hẹp tháo. Ủa tôi cũng hợp tác lắm đó, tôi cũng gắng xây chở để tôi đừng có bị qua cổ nữa đó. Nhưng cuối cùng thật vô nghĩa. Trời ơi. Để em bé lúc đó ra thì sao? Trước khi mà đẩy vô đẻ thì em cũng chuẩn bị tâm lý là mình đi đẻ thì thấy cũng thoải mái bình thường thôi. Tại biết người ta sẽ có thuốc giảm đau rồi này nọ mọi thứ á. Nhưng mà tới hồi mà từ cái thang máy mà đi vô cái phòng đẻ á, em nghĩ trong bụng kêu tự nhiên làm đàn bạn gái gì trời, giờ đi mổ xẻ tùm lum la. Lúc đó em ức hận sao á chị, tức tức quá trời tức. Quý áp tăng không có tăng gì trơn á, chỉ là đói quá. Em nhịn ra ăn á từ buổi sáng tới chiều luôn, đói quá thì người ta mới tiêm cho em cái gì vô để đỡ đói. Khoảng 15 phút sau là ẵm em bé ra, là em nghe tiếng khóc rồi em thấy bên kia là nó nằm bên kia, thì cái dòng suy nghĩ nó hết rồi chị. Em nghĩ cái câu khác à, vậy cũng được, nhẹ nhàng quá, nhẹ nhàng quá thôi, vậy cũng được. Để đứa nữa cũng được. Em suy nghĩ vậy lúc đầu thì sợ. Sao được, mình nhìn thấy con sao? Người ta ẵm em bé tới em da cày da. Thì em thấy sạch lắm, tại lúc mà lấy ra thì nó khoảng 3,5 kg. Cũng dễ thương. Em thấy cũng dễ thương mà mắt nó lao liền. Nó không có sợ gì hết trơn. Em thấy nó nhìn người này người kia, làm này làm kia, nhưng mà cái mỏ là chập chập là em nghĩ là đói. Tại vì em đói thì chắc là nó cũng đói. Thiệt sự là nó đói. Tại vì cái lúc mà em người ta bưng nó đi là em phải đi vô phòng hồi sức. Tới hồi mà em về là em thấy nó vừa bú được 30ml. Bú xong 30ml luôn. Dạ, y tá hết hồn. Bình thường con người ta uống chừng 50ml chút xíu à. Một cái hành trình gọi là đi đẻ không đau đớn. Cảm thấy mình muốn đẻ lần thứ hai. Thế nhưng nhìn mặt em lúc này á, nhìn mặt em lúc này á, em đang chờ đợi cái bước chân đầu tiên khi mà mình chạm xuống đất. Dạ. Nó như thế nào? Nó cũng không đau. Không đau. Trong suy nghĩ em tưởng tượng là sẽ đau, tại vì cái lúc mà em nằm phòng hồi sức á, trong cái phòng đó của mình em thì em đẻ trễ quá, thì có mình em mà có cô y tá đang canh em, thì em mới hỏi là chị ơi đau chưa, chừng nào đau chị, tới khúc đau chưa. Ý là em muốn người ta nói cho em biết là khi nào em đau để em để chuẩn bị tâm lý là em sẽ chịu đau như thế nào. Tại em sợ đau thì em cứ hỏi hoài, cứ 15-20 phút em hỏi chị ơi khi nào đau vậy, nó đau sao, rồi đau có phải mệt mỏi đâu, mình làm sao nó cứ ngồi cứ hỏi hoài 2 tiếng đồng hồ mà vẫn chưa thấy đau. Chưa thấy đau. Xong rồi tới lúc mà tập đi á thì đúng là cái lúc mà mình bực lên mình ngồi dậy nhướng qua thì nó hơi ê ê cái chỗ bên mổ của em, nhưng mà bước xuống đi thì không có đau. Thì là em rồi không có đau, mới đau là em không đau luôn á chị. Em cũng biết sai không đau nữa. Em cứ đi hỏi người ta hoài là không đau, tại sao không đau. Y tá mới nói là nhiều khi là em đáp ứng thuốc tốt, cái thuốc tê á nó không đau, là em không đau thiệt. Em đi vòng vòng, em đi toilet, em đẻ, em đi bình thường. Tức là chưa bao giờ bị đau vì cái chuyện sanh nở. Chỉ có cái lúc mà em đi về nhà, khi mà hết thuốc tê rồi đó, thì cái bụng nó còn bự quá thì nó đè lên cái vết thương của em, với lúc mà em ẵm em bé thì nó ê ê. Nhưng mà ở mức em chịu được. Ê ê. Thực ra có thể lý giải được cái điều này. Thứ nhất là có thể là cái tác dụng của thuốc tê ở trong người của em á, nó kéo dài. Dạ. Chính vì nó kéo dài cho nên là đáng lý ra đến cái đoạn đó người ta phải đau rồi thì em vẫn còn dư lượng thuốc. Dạ. Cho nên là cũng chưa đau lắm. Đến khi hết thuốc tê thì lành. Đúng rồi, đến khi hết thuốc tê thì cơ bản là nó cũng đã vượt qua được cái giai đoạn đó. Dạ. Rồi. Và cái thứ ba là cái ngưỡng đau của em á, cái ngưỡng chịu đau á, ở mỗi người là mỗi khác.
Cho nên chúng ta đừng có nhìn vào vết thương của một ai đó, dù là vết thương trên da thịt hay vết thương trong tâm hồn, để nói cái câu là có gì thôi, có gì đâu, sao biết không có gì đâu. Chỉ có cái người đó người ta mới biết nó là cái gì thôi. Vì cái ngưỡng của mỗi người khác nhau, thì có thể là cũng là cái vết thương như vậy, nhưng mà ở một cái cơ thể khác, một cái cơ địa khác, một cái ngưỡng chấp nhận khác, thì người ta sẽ cảm thấy trời ơi chịu không nổi. Nhưng với em thì ê và chịu được. Và cũng có thể có nhiều người cảm thấy có gì đâu, thì nó cứng một xíu đó vậy thôi. Trong cái ca này thì tôi thấy tôi hơi quê, bởi vì tôi không có tâm cơ đợi hoài có. Nhưng mà có những lúc đau là khi mà ẵm em bé nhiều quá, nó em cứ phải xoay đi, mà trong khi mình phải nằm yên mình nghĩ, cứ phải xoay ẵm nó ru vậy này kia là nó nhói một cái. Nhiều khi nó nhói một cái là em quăng con em xuống đất rồi chịu không nổi. Quăng xuống cái nệm chứ không đổ. Tức là thả lẹ, xuống đó là thả nó xuống luôn. Đúng rồi người, chứ gỗ đá gì đâu. Em đi đẻ nó cũng không đau, em tập đi nó cũng không đau. Vậy cái lúc nào là lúc khó khăn của em? Lúc mà đẻ xong rồi, bụng em còn bự y chang như chưa đẻ. Nó bự lắm luôn á, nó bự như là 8 tháng y chang. Có ai tới body shaming em với cái câu hỏi là chừng nào đẻ thêm đứa nữa? Có. Hoặc là đi hỏi đẻ chưa? Đúng rồi, hỏi câu đó đó chị. Nhà thì cũng có hai vợ chồng thôi. Thì em có nhờ một bà vú tới giữ em bé trong lúc mà mình làm việc nhà. Thì em có nhờ mấy cô giúp việc tới phụ dọn nhà. Thì cô đó tới hỏi, ủa chưa đẻ nữa hả? Là hỏi thiệt hay hỏi chơi? Hỏi thiệt. Tại trước đó cô đó có làm lúc mà em đang có bầu á. Thì tới gặp em thấy em cái bụng vẫn còn. Còn vậy nè, cái cô mới hỏi là ủa chưa đi đẻ hả? Mà lúc đó mới đẻ có 2 tuần. Suy sụp luôn. Trời ơi, em buồn, em đi lên em khóc. Khoảng 2 tuần đầu tiên mà sao đẻ không như ngày nào cũng khóc hết trơn. Đi ra đi vô nhìn cái kiến xấu. Cũng khóc. Xấu quá khóc. Lưng thì mụn không, bụng thì bự, ngồi thì mệt mỏi, ngực thì căng sủa kiểu gì đó, ngày nào cũng khóc hết trơn. Mình rất là cảm thấy muốn chối bỏ cái cơ thể của thiệt mình đúng không chị? Xấu em nói là chưa bao giờ, sao xấu như trời. Nhưng mà tâm lý của em lúc đó nó tệ tới cái mức nào? Em cũng không biết là tệ mức nào, nhưng mà ăn cơm thì không dám khóc tại có chồng, tắm khóc, đánh răng khóc, hút sữa cho con cũng khóc. Mà mỗi lần khóc vậy là ở mình vậy đó, cảm thấy là mình thiếu sự quan tâm á. Mặc dù là mọi người quan tâm em nhiều lắm, nhưng mà đâu đó mình vẫn cảm thấy mình tủi thân, mình một mình, mệt quá, kiệt sức quá. Chồng em phụ em vào lúc nào? Nhà có 2 người thôi, em đã không đi làm thì chồng em bắt buộc phải đi làm. Nên là sáng làm tới chiều tối chồng mới về. Lúc nào mình đánh á là phụ. Khi mà em bé 2 tháng nó đỡ quấy, nó đỡ khóc hơn á, thì lúc đó là khỏe hơn. Rồi thế thì cái cột mốc nào thì em thấy là em tìm lại được bản thân mình từ những cái việc cụ thể gì mà em bắt đầu khôi phục lại? Em thấy cái bụng mỗi ngày nó xẹp lại chút, đặc biệt là sau khi mà ra tháng em xuống 17kg mỗi ngày á, em bắt đầu tập thể dục lại. Thì mỗi ngày cảm thấy mình lấy lại sự tự tin được một chút. Thì khoảng sau 3 tháng á, thì lúc đó mình mới thực sự là dám đi ra đường. Thời điểm đó là hai vợ chồng em giao tiếp với nhau nó có dễ hay không? Em có chia sẻ những cái câu chuyện của bản thân em cho chồng em biết không? Chồng em là cũng tâm lý, cũng hay nhìn sắc mặt của em á mà đoán câu chuyện. Nhiều khi thấy em không nói nhiều hay gì là cũng an ủi, cũng hỏi là sao như thế nào, hay là chồng chở đi ra ngoài đi vòng vòng không mát. Coi như một sự may mắn, tại vì em xử lý được đúng cái gút mắt mà tạo ra cái sự trầm cảm ở bên trong của em. Đó là câu chuyện tìm thấy lại được hình ảnh của mình. Em triệt tiêu được cái suy nghĩ lo lắng đó. Bây giờ mình tự tin quá về cơ thể của mình rồi nè. Thế thì câu chuyện phòng the nó như thế nào? Trời ơi, con tao mới 4 tháng nha. Đã phòng the lại chưa? Đã rồi. Bữa đó là như là sau 2 tháng. Dạ. Cũng sợ, tại vì đọc Google á, người ta nói là 3 tháng, bé mổ 3 tháng rồi. Với lại lúc đó cũng còn hơi xấu á chị. Nó cũng hơi mập, hơi xấu á. Nên là em cũng ngại lắm. Nhưng mà chồng động viên thì thấy cũng đỡ hơn. Là ông xã em thao túng tâm lý em. Dạ. Rất may mắn là bạn này có một người đàn ông quá tâm lý, hiểu chuyện và có thể chia sẻ được với em. Cho nên là em mới có thể dễ dàng mà vượt qua được những cái cơn mà gọi là sang chấn tâm lý của mình. Rồi, thế thì bây giờ tới cái chuyên mục mẹ bỉm nhắn gửi. Em có muốn nhắn gửi cái lời nào cho chồng em hay không? Hay là cho cha mẹ, hay là cho ai thì xin mời em. Em muốn cảm ơn hai bên gia đình, má chồng em, người mà rất là bận nhưng mà
nấu cơm cử cho em mỗi ngày đêm qua. Dạ, chị chồng, cô chồng ở trong gia đình chồng gần ở bên tụi em thì chăm sóc em rất là nhiều. Nhưng mà đặc biệt thì em rất là cảm ơn chồng, cái người mà chịu đựng em từ lúc có bầu tới cái lúc mà đẻ tới tận bây giờ, chịu đựng những cái lúc mà nửa đêm em khóc vậy đó, và phải an ủi, có những lúc mà anh nghỉ làm chỉ để ở nhà ở chơi với em. Cảm ơn chồng. Dễ thương quá. Thật ra thì phụ nữ của chúng tôi cũng chỉ mong như vậy thôi, không cần giàu sang gì cho Cam, chỉ cần một người đàn ông mà có thể tâm lý xuất hiện ở bên cạnh chúng tôi đúng lúc, đúng thời điểm, đúng không chị? Đúng, nhưng mà giàu nữa thì càng tốt. Thì dĩ nhiên, giàu nữa thì là quá tuyệt vời rồi mọi người. Cảm ơn em đã mang câu chuyện của mình đến để chia sẻ cho chị Ngọc Lan cũng như là chị Tô Nhi A và cho khán giả. Sau đây là một số phần quà của chương trình dành tặng cho em. Một phần quà đến từ nhà tài trợ đó chính là sản phẩm Phyto Bimbi Appetito Siro ăn ngon 3 tác động, được chiết xuất từ 100% thảo dược châu Âu, giúp trẻ ăn ngon tự nhiên, tăng cường tiêu hóa hấp thu, bổ sung vi chất từ thực vật. Sản phẩm nhập khẩu nguyên hộp từ Italy, dùng cho trẻ từ 6 tháng tuổi, vị ngọt thanh dễ uống. Nhà tài trợ xin tặng thêm cho bé một ba lô gấu Phyto Bimbi, ba lô xinh xắn dành cho bé mang đồ đi học, đi chơi nè. Cảm ơn chị, cảm ơn chương trình. Đây là cốt súp gà, một sản phẩm của Quốc Việt Food, giúp cho món ăn thơm ngon tròn vị, dễ dàng hơn trong quá trình chế biến. Dạ, cảm ơn chị. Chương trình có một phần quà là bộ sản phẩm của cô Hino gồm sâm tố nữ Bue Collagen, giúp cân bằng nội tiết tố nữ, trắng sáng, hồng da. Bộ combo trắng da mờ nám gồm tế bào gốc DNA, Vita B5, đắc tờ nám, giúp chăm sóc da mặt và toàn thân, giúp trắng sáng, mờ nám, căng bóng làn da. Dạ, cảm ơn. Xin được cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên khung giờ phát sóng của chúng tôi 21:15 trên kênh HTV9 vào thứ tư hàng tuần. Và cũng xin được gửi lời cảm ơn đến nhãn hàng Phyto Bimbi Appetito Siro ăn ngon 3 tác động, được nhập khẩu nguyên hộp từ Italy đã đồng hành cùng chương trình. Bây giờ thì chị Tô Nhi A và Ngọc Lan xin phép được chào tạm biệt.